Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay làm cái video này muốn nói với mọi người về cái vấn đề ve và gọi chét. Thường là trên chó là chúng ta sẽ gặp ve, và nó không phải là ve quanh năm, ve rộng. Thì ở trên chó là nó là ve, chó và mèo đều thế. Ve thì nó có con ve to, con ve nhỏ, nhưng mà thường là chúng ta để ý ấy, là cái ve ở trên chó thì nó không có xuất hiện quanh năm, mà nó tùy từng đợt. Có những cái đợt thì chúng ta sẽ thấy nó có ve, và có những đợt là chúng ta không thấy. Kể cả là cho dù là có những con chó, chúng ta để ý những con chó mà vào những cái nhà nào mà họ không chịu chăm, họ nuôi theo cái kiểu là không để ý gì đến chó, thì mọi người cũng sẽ thấy là vẫn có những đợt những cái con chó đấy nó không có ve. Còn đang nói là trên người con chó của chúng ta thì chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là có những đợt là nó có ve, dù chúng ta vẫn tắm rửa cho nó các thứ nó rất là sạch sẽ, chỗ ở sạch sẽ nó vẫn có ve. Sau những cái đợt đấy thì nó lại không có nữa. Đây, Chiro vừa mới chui vào trong lòng thôi. Thì về cái ve này ấy, mọi người có thể hiểu là nó là những cái lúc đợt nào mà nó thời tiết mà nó thuận lợi để cho con ve nó phát triển, cho nó đẻ, thì nó sẽ bò vào người con chó, từ bên ngoài nó bò vào người con chó của chúng ta để nó hút máu, để nó đẻ. Nếu chúng ta không xử lý kịp thì cái con ve đấy nó hút máu đến một mức độ nào đấy rồi nó sẽ đẻ trứng, nó bò ra một chỗ, nó đẻ trứng, hoặc nó đẻ trứng ở trên người con chó, hoặc là thường thường nó sẽ bò ra tường. Giả sử như nếu những đợt nào có ve không để ý, mà giả sử như tường mà có những cái mép như này nhé, tường gạch có những cái mép như này đi, thì nó sẽ bò, nó sẽ đẻ vào những cái mép này kiểu như vậy. Nó hoặc là những cái bề mặt gỗ hoặc là gì đấy, chúng ta sẽ thấy là cái rải trứng rồi. Nhưng mà đấy là khi mà cái thời tiết thuận lợi đấy, thì đấy là cái loạt ve nó phát sinh một cái loạt ve mới, là chính từ những cái trứng nên nó sẽ đẻ ra và nó lại bò ngược lại con chó để nó lớn lên. Khi mà cái thời tiết mà cái con ve nó thấy cái động vật, những cái loại động vật đấy nó rất nhạy cảm với thời tiết, nó thấy cái thời tiết nó không thuận lợi để nó đẻ nữa, thì những cái con ve mà nó nhỡ nhỡ rồi, nó lại bò ra một chỗ núp, nó bò ra nó núp nhá, chứ không phải, và nó ngủ đông được rất là lâu. Hình như là tôi nhớ không nhầm thì nó có thể ở bên ngoài môi trường được 2 năm, và nó lại chờ khi nào thời tiết nó thuận lợi để cho đẻ thì nó lại thức dậy, mất cái quá trình ngủ đông của nó lại thức dậy, nó lại bò vào người con chó. Chính là vì như thế cho nên là chỉ cần nhà hàng xóm con chó có ve, nó cũng sẽ bò vào con chó của chúng ta, chứ không cần phải là nhà chúng ta đâu. Còn cái cách để mà chúng ta xử lý nó là khi mà chúng ta thấy có ve một cái, tức là chúng ta sẽ phải hiểu là cái thời tiết, cái giai đoạn này con ve nó bò ra để nó đẻ đấy, thì chúng ta hãy nhổ thuốc. Chúng ta nhổ thuốc diệt ve ấy, thì nó có nhiều loại thuốc lắm, nhưng mà mỗi người tùy vào cái điều kiện hoàn kinh tế của mình để mình sử dụng. Loại thuốc đắt tiền thì một lần nhỏ nó có thể nó mất khoảng tầm 300.000 cho một lần, cho một con chó to nhé, như con rốt chẳng hạn. Còn những cái loại thuốc bình thường thì có thể nó chỉ mấy chục nghìn thôi, mấy chục nghìn cho một lần diệt ve mọi người nhé. Còn nhiều người thì rất nhiều người thì sử dụng cái cách là tiêm, sử dụng cách là tiêm, nhưng thực ra mà nói là cái cách tiêm cho chó thì với chó to thì cũng được, chấp nhận được. Tất nhiên là tiêm nó hại rồi, cái thuốc tiêm nó hại, và nó có cái sự hạn chế của nó. Giả sử chó đang mang bầu hay là chó đang nuôi con thì người ta sẽ không có tiêm, hay là chó còn nhỏ người ta cũng không tiêm. Còn nhà mình thì mình không tiêm, nhà mình là 100% là mình nhỏ cái, mình sử dụng cái thuốc nhỏ bên ngoài da, cái liều nó nhẹ hơn, và nó diệt ra rất là nhanh, nhưng cái liều nó nhẹ hơn, tác dụng của nó không có kéo dài được như là cái thuốc tiêm. Nhưng mà mình không cần những cái kéo dài đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên tắc là cái con ve ấy, nó có từng đợt một, chứ không phải nó có quanh năm. Một cái lần tác dụng kéo dài của nó chỉ cần được khoảng tầm 3 tuần là ok rồi. Một cái đợt con ve nó phát triển, nó sinh sản thì thường thường mà mọi người mà để ý thì nó sẽ chỉ kéo dài trong vòng khoảng tầm 2 tuần thôi, là hết cái đợt mà cái thời tiết thuận lợi cho nó, là con ve nó lại chuồn, nó bò ra chỗ khác. Nếu mà những con chó mà nó ở cái
cái chỗ ở, điều kiện chỗ ở của nó là nó một cái chỗ ở đặc biệt, nó không được thả. Thì cái có thể là cái thời gian cái con ve nó sống trên người con chó nó sẽ lâu hơn, tức là nó đẻ hết lứa này đến lứa khác, lứa này nó phát triển lên, cái vòng đời của con ve nó chỉ có vài ngày nó lớn to đùng rồi. Nó hết cái lứa này nó ra, nó đẻ ra ve con, nó lại bò ngược lại con chó, nó lại lớn lên trưởng thành, nó lại ra, nó lại đẻ, tức là nó nhiều cái vòng như thế. Nếu mà cái con chó, một số con mà người ta nuôi ở những cái khu vực mà nó không được cái điều kiện, nên nó lại thành cái điều kiện thuận lợi cho con ve nó phát triển ở cái mức nhiệt độ, có lẽ theo mình dự đoán có lẽ là cái mức nhiệt độ nó khoảng tầm 24, 25, 26 độ, nó ve thường nó bỏ ra thường ở tầm đấy, nếu nhiệt độ đấy nó kéo dài. Thì cái đặc biệt của nó là, một là cái con chó to thì chúng ta có thể sử dụng cái cách tiêm hoặc là cách bôi thuốc, tí mình sẽ nói về cái loại thuốc mà mình dùng. Còn cái con chó con này, nếu mà con chó con ở trong cái giai đoạn như thế này chẳng hạn, hoặc là to hơn một chút, khoảng tầm một tháng rưỡi trở lại, thì chúng ta nên bắt bằng tay, chúng ta nên sờ người nó, sờ rất là đơn giản thôi chứ không có ấy gì cả. Cái con chó con thì nó có một cái đặc điểm là cái con chó con cái lông của nó rất là dày, ve nó cũng ít bám lắm. Nếu mà có ve và những đợt có ve thì thường thường ở trên người một con chó con nhiều lắm thì có ba bốn con gì đấy thôi, chứ nó cũng không có hay bám vào con chó con. Nếu mình thấy con chó to nó có ve thì chúng ta phải sờ cả chó con nữa. Chó to thì chúng ta thấy có ve chúng ta nhỏ thuốc ngay, rất là đơn giản. Như mình chẳng hạn thì mình sử dụng cái thuốc nhỏ gáy mấy loại, nhưng mà hiện tại đây thì mình hôm nay là mình cho mọi người xem cái loại này là cái loại rẻ, loại ở cái mức trung bình. Đây, loại mà mình dùng đây, loại này là loại ở mức trung bình mọi người nhé. Còn tùy loại, với chó to thì dùng loại này ok. Nếu mà một số cái giống chó nhỏ thì chúng ta nên cứ dùng cái loại đắt tiền hơn. Giống chó nhỏ nó nhạy cảm hơn, giống chó to mình tưởng tượng như nó to thì nó có thế này thế kia, cái cơ thể nó cũng ok được. Đây, cái hộp ở bên trong của nó đây, đây là mình dùng hai hộp rồi, đây nó còn ba hộp, một cái này của nó có 5 hộp đấy. Đây, bẻ một cái này ra lúc dùng này, rồi xoắn cái đầu này ra, nó có cái nấc ở đây này, bẻ từng một cái ra một nha. Đây để bẻ ra thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đây đấy, tách rời cho ra, xoắn cái này ra và vén cái lông của con chó lên. Đây, như cái thuốc này hình như là nó bán ở bên ngoài hình như là nó chín chín mươi mấy nghìn, tức là nó rơi vào khoảng 20.000 một cái ống đấy, 20.000 một cái lọ đấy. Không biết là có nhớ nhầm không, bởi vì nhà dùng mấy loại thuốc cơ mà mình thì không hay, chả có các loại thì nó hơn 100.000 một ống đấy. Thì giả sử là nó như cái trường hợp như này nhé, với con chó to này, rồi siro nằm yên, siro nằm yên, nằm yên, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Đây để hướng dẫn cho mọi người cái cách dùng như thế. Đây, cái lông ở trên gáy của nó đây, cổ đây, vén ngược lông lên đây nhá, nền nhỏ quanh cái khu vực này nhá, khu vực này là cái khu vực con chó nó không liếm được, và cái khu vực này da nó thấm thuốc nó dễ hơn các khu vực khác. Thì giả sử là khu vực này, nhưng mà mình sẽ vén ở đây lên. Đây, giả sử như thế này, cái lông của con chó như thế này, chúng ta sẽ vén lên này, vén cái lông lên để cho nhìn thấy cái da này. Đây như này nha, đây một tay vén như này và tay kia nhỏ cái ống thuốc vào đây, đặt cái ống thuốc nhỏ vào đây, nhỏ hẳn thẳng vào da, thế thôi, rất đơn giản. Và một cái ống đấy chúng ta nên nhỏ ba bốn chỗ đấy, nhỏ thẳng vào da chứ đừng nhỏ vào lông. Nghĩa là nhỏ làm sao để cho cái thuốc nó thấm vào da. Đây như giả sử đây như thế này, nhỏ làm sao để cho cái thuốc nó thấm thẳng vào da chứ nó đừng bám vào trên lông. Nhưng mà nhỏ này chúng ta nhỏ ở khu vực gáy này đến vai, có thể tối đa là đến tầm này, đến đây là cái vị trí mà cái con chó nó không có liếm được. Thì nó đơn giản là như vậy thôi, cách dùng thì nó cũng rất là đơn giản chứ nó không có khó khăn gì cả. Là một cái lần nhỏ như thế thì chúng ta nhỏ để diệt ve nhé, thì rất là đơn giản thôi, là chúng ta nhỏ một cái ống là đủ, một ống thôi nhé, không cần nhiều đâu.
Được không? Một lần mà để diệt ve thì chúng ta chỉ cần nhổ một ống là đủ. Nếu mà chúng ta như đúng cái hướng dẫn của cái thuốc này thì của nó là một ống này là nó dùng cho chó từ 2 đến 10 cân. Tức là về nguyên tắc là một con rốt cái này 40 cân thì dùng 4 ống. Mà một con rốt đực năm mấy 60 cân, 60 mấy cân thì chúng ta phải dùng 5 ống hoặc 6 ống theo cân nặng. Đấy là về nguyên tắc là như thế, là nhỏ người ta nhỏ như thế, là người ta nhỏ phòng diệt cả đợt này và phòng cả thời gian sau đó. Như cái thuốc này thì nó có một cái là nếu mà để phòng, mình đã nhỏ theo cái kiểu để phòng ở trên thực tế ở cái con trên con rốt rồi, thì nếu mà nhỏ phòng thì thời gian nó cũng không lâu lắm đâu. Đến một cái đợt sau, nếu mà những cái đợt thay đổi thời tiết nó liền nhau thì cái đợt thay đổi thời tiết là thường là cái đợt mà con ve nó bỏ ra để nó đẻ ấy, thì có thể nó chỉ được một tháng thôi chứ nó không giải quyết nhiều hơn. Mà chúng ta mà nhỏ một ống, giả sử như là bởi vì cái này cái thuốc này thì nó có một cái là nếu mà chúng ta mà bỏ ra để chúng ta nhỏ rồi thì chúng ta phải nhỏ hết ống để lâu nó hỏng. Nếu đã hở ra rồi nó kín thì không sao. Thế cho nên là với con rốt thì cũng một ống, mà với cái con, giả sử với cái con chó con nó khoảng tầm 3 tháng mà chúng ta nhỏ nó cũng hết một ống. Con 40-50 cân thì cũng hết một ống, nó cũng diệt được hết ve, những cái con ve đang bám ở trên người nó sẽ diệt được hết nhé mọi người. Và mình để ý là nếu mà diệt một lần như thế mà chúng ta chỉ cần nhỏ một ống thế thì có thể là nó giải quyết được hết ve của cái đợt ve đấy luôn, tức là nó tác dụng trong vòng khoảng tầm 2 tuần một ống trong 2 tuần. Còn nếu mà 4 ống thì có lẽ là dùng cho cái trường hợp mà người trên người con chó nó rất rất nhiều ve kiểu vậy, hoặc là nó có cái tác dụng về cái thời gian dài. Nhưng mà cái thời gian dài thì mình để ý ở trên cái con chó của mình thì nó cũng chỉ khoảng tháng đến hơn tháng nó lại có, nếu mà vào cái đợt nó có. Mới thử dùng 2 kiểu, một là nhỏ một ống nó cũng diệt được hết, hai là cái con 40 cân mình nhỏ 4 ống nó cũng diệt được hết. Và đến một cái đợt sau đấy, cách đấy khoảng tầm 1 tháng sau nó lại có một cái đợt ve mới thì lại 2 con nó đều có con ve lại, ít tất nhiên là ít thôi, bởi vì trong người con chó nó nhỏ như thế này là cái thuốc nó cũng giữ được trong một khoảng thời gian chứ không phải không, nhưng mà nó bị nhạt dần đi. Thì ở cái loạt tiếp theo ấy, con ve nó bò vào người con chó là nó hút máu con chó, cái là con ve nó không có lớn, nó không có căng mọng con ve, mà con ve nó sẽ có độ sẹo mọi người nhé. Mọi người để ý là cái thuốc là nó có cái độc với con ve, thành ra con ve nó hút vào nó không có căng mọng như là cái con, trên cái con chó mà không được nhỏ thuốc, mà con ve nó sẽ xẹp lép. Và thường thường là nếu mà thuốc nó nhạt rồi thì con ve nó hút rồi nó tự động nó bỏ đi, mà những cái con đấy thì sẽ chết thôi chứ không sống được. Còn nếu mà cái chúng ta mà nhỏ thuốc cái liều cao là con ve có thể nó chết ngay trên người con chó luôn, nó sắc ve trên người con chó đấy, là liều cao thì nó thế. Còn liều thấp, giả sử như loại nhỏ một ống chẳng hạn, thì con ve nó không chết ở trên người con chó. Những con ve nhỏ có thể nó chết trên người con chó, còn những con ve to thì thường là nó chết dần, nó bỏ đi, nhưng chắc chắn là nó không đẻ ra đâu. Bởi vì nếu nó đẻ được ấy thì nó sẽ có loạt ve con thì mình sẽ biết ngay. Nhưng đây nó không có loạt ve con, những cái con nó bò vào để nó hút máu để nó đẻ đấy, nhưng mà nó lại không có loạt ve con. Thì một là nó không đẻ được, hai là đẻ nhưng mà trứng nó sẽ bị hỏng hết, nó không có nở được ra loạt ve con, cho nên là nhỏ như thế là cũng là ok rồi. Còn mọi người tốt nhất mà nói thì mọi người cảm thấy để cho nó yên tâm thì giả sử dùng cái loại như là mình dùng này thì mọi người có thể dùng 4 ống theo như liều, một ống cho từ 2 đến 10 cân, còn cho 40 cân thì dùng 4 ống, 50 cân dùng 5 ống để nhỏ. Một ống thì nên nhỏ ở 2, 3, 4 vị trí quanh một khu vực khác. Còn như mình thì chia sẻ mọi người đấy là dùng 1 ống thôi là đủ rồi, cũng đỡ được mớ tiền, và thứ hai nữa là nó cũng giải quyết được qua đợt ve, rất là đơn giản thôi. Ai mà mua nuôi chó thì chúng ta cũng nên có cái thuốc xử lý ve, bởi con chó nó ở gần người mà. Cái ve thì thực ra nó cũng chả đốt người đâu, nhưng nhìn nó ghê lắm. Cái ve này và cái ve hạt vừng, gọi là cái rận hạt vừng,
nó nhỏ tí thôi, như cái đầu tăm thôi. Cái đấy thì nó đốt, nó phát triển cũng nhanh. Còn cái con ve to mà nó to, con to nó to gần như ngón tay này thì đấy là cái ve chúng ta thường gặp. Nhưng nhìn hai con nó đều ghê cả, nhất là cái con ve bình thường nhìn cũng ghê. Kể cả là ai mà con nuôi chó lâu năm mà tiếp xúc nhìn cái con ve đấy nhìn nó cũng ghê, nhìn chân tay nó nhìn cái kiểu màu sắc nhìn nó cũng ghê. Nên là phát hiện ra cái thì bồi thu luôn. Thì chúng ta đỡ phải nhìn thấy những cái con đấy mà cảm giác cảm thấy nó an toàn hơn. Và nó có một cái là khi mà con chó của chúng ta bôi thuốc ấy nhá, bọn ve nó đánh mùi cái kiểu gì đấy mình không biết, nhưng mà cái lượng ve nó bò vào người con chó của chúng ta nó ít hơn. Còn nếu mà không có con chó nó không được bôi thuốc thì tôi nói là giả sử như con chó hàng xóm mà nó có ve mà nó bò nó núp ở nhà hàng xóm, mà đến sau đấy là cái con chó hàng xóm mà người ta bôi thuốc ve người ta phòng, thì tất cả các bọn ve đấy nó sẽ bò sang con chó nhà mình, bởi vì nó đánh hơi được cái kiểu gì ấy mà nó bò sang thì tôi nói nhìn kinh khủng, nhìn trông gọi là phim kinh dị nếu mà nhìn con chó nó có ve ở đây. Đây là bọn chó con ăn no rồi ngủ rồi đấy. Thì để cho mọi người nói chuyện với mọi người một chút là những cái đợt mọi người nhớ là những đợt thay đổi thời tiết hiện tại như đợt bây giờ như ngày hôm nay, mà ai mà chưa sờ vào chó thì chúng ta nên sờ vào chó để xem cho trên người có ve không, có ve thì chúng ta xử lý. Chúng ta tìm chúng ta mua cái thuốc này nó cũng rẻ thôi. Còn ai mà không biết cái chỗ nào mua ấy, ở những cái khu vực mà nó không có các cái thú y này kia thì mọi người có thể đặt mua ở trên, bây giờ cái việc mua ở trên mạng nó rất là đơn giản, không có gì cả. Còn mọi người mà cảm thấy những cái chỗ nó không tin tưởng thì mọi người gọi cái số điện thoại của thú y Việt Đức để mọi người đặt. Cái thuốc này nó rẻ thế nhưng mình thực sự mà nói mình không nhớ giá đâu. Hình như là mình nhớ không nhầm là nó là 95.000 hay là bao nhiêu không nhớ, bởi vì mua thường là lấy một đợt là lấy rất là nhiều, nhiều loại nhiều thứ cho cả trại thành ra không nhớ. Thì cái số của thú y Việt Đức là ở trên kênh là có, chờ chút có điện thoại tiếp vừa có cái điện thoại. Thì cái thuốc này mọi người nếu mà không có cái chỗ nào mua yên tâm thì mọi người có thể gọi cái số điện thoại của thú y Việt Đức, một là trên kênh YouTube có số 6464 này, hai nữa là gọi cái số hotline 094 880 8802. Thì nếu mà mọi người mà ai mà có con chó nó bị làm sao đấy thì mọi người cũng có thể gọi hoặc là mọi người kết bạn Zalo ở số đấy là số bác sĩ thú y cầm, thì mọi người có thể hỏi và mọi người sẽ tiện để mọi người mua thuốc luôn. Bây giờ mua bán thì nó đơn giản lắm, có địa chỉ cái là người ta ship đến nhà, chờ mất mấy ngày là ship đến nhà thì nó không có vấn đề gì nữa. Đây thì cái loại này nó là cái loại rẻ này nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả nhé, chứ không phải không. Còn có những cái loại đắt tiền hơn rất là nhiều, bởi vì nó có nhiều cái tác dụng khác, là có thể là đồng thời nó có những cái loại là đồng thời nó vừa là giải quyết ve rặn, nó vừa giải quyết cả giun, hay là có những cái loại là nó dành cho cái con chó mà gan thận nó rất là yếu, nó không có những cái thành phần bất kỳ một thành phần độc hại nào cho gan thận của con chó thì nó sẽ đắt tiền. Hay là những cái loại mà người ta làm bằng những cái nguyên liệu cao cấp, cái hiệu quả của nó rất là dài, có thể là một lần nó giải quyết được 3 tháng hay là 6 tháng gì đấy. Nhưng loại đấy thì là những cái loại mà đắt tiền quá thì nó khó mua, bởi ít người bán, ít người dùng thì ít người bán. Nhưng cái loại mà mình giới thiệu này thì có thể mọi người có thể mua ở rất nhiều chỗ có được, rất nhiều chỗ có được chứ nó không có khó khăn gì cả. Đấy thì cái cụ thể như nào thì mọi người có thể tìm mua hoặc là mọi người có thể gọi vào cái số của phòng khám Việt Đức, mua chỗ nào cũng được miễn làm sao để nó tiện cho mình. Còn mọi người những cái đợt mà thay đổi thời tiết đang nóng thì lạnh, đang lạnh thì nóng mấy ngày rồi lại lạnh lại thì mọi người kiểm tra chó nhé, nhớ kiểm tra chó. Đấy là những cái đợt mà thường là sẽ có ve, những cái đợt như thế. Hoặc là trời mùa hè mà đang nóng chang chang mát được mấy ngày thì mình đảm bảo là những đợt đi ve nó sẽ bỏ ra, mọi người phải để ý. Đang nắng chang chang mấy ngày mát
đang nắng chang chang ràn mà mát được mấy ngày, đổi gió mát được mấy ngày rồi sau đấy lại nóng lại, thì và nếu mà tiếp tục sau đấy nó lại mát lại rồi lại nóng lại, mát mấy ngày rồi lại nóng, thì là những cái đợt mà nó sẽ có ve rất là dài ngày. Còn nếu mà nó thay đổi thời tiết mà nó lại quay lại cái thời tiết giả sử như là đang lạnh căm căm này mà chuyển sang ấm như mấy hôm vừa rồi ấy, là ve nó bò ra rồi đấy. Nó lại nếu nó lại quay về lạnh, lại lạnh căm căm thì cái đợt ve đấy coi như kết thúc. Là nếu mà những con nào con ve nào mà nó lớn lên rồi cũng không diệt nên nó cũng bỏ được chỗ nó núp chứ nó không có đẻ tiếp. Nhưng nếu mà nó nóng như mấy hôm vừa rồi, nó bò ra đợt này đang có ve nhé. Mấy hôm nay thì nó lại bắt đầu từ hôm qua đến hôm nay bắt đầu nó lại se se lạnh lại rồi này, se se lạnh. Nếu nó cứ giữ se se lạnh này khoảng 1 tuần thì kết thúc loạt ve. Nhưng nếu mà vài hôm nữa nó lại ấm lên thì nó lại là một cái loạt ve tiếp theo nữa, nó sẽ là loạt ve kéo dài, là nó sẽ lại ra nó đẻ. Cho nên là những cái đợt như thế này thì mọi người tốt nhất là dù nó ngắn hay nó dài thì mọi người cũng nên nhỏ cho nó. Tốt nhất là mình khuyên là các bạn là nên dùng cái thuốc nhỏ, nó cũng chẳng tốn bao tiền cả, cứ coi như là 20.000 một lần đi, coi như hết đi, nó cũng đơn giản thế chứ không có gì cả, mà đảm bảo cho con chó chúng ta ở với chúng ta cảm thấy nó yên tâm. Mà chúng ta diệt như thế vài lần thì về sau những cái đợt thay đổi thời tiết ở quanh nhà chúng ta nó không còn những cái con ve nó núp ở quanh nhà nữa, kể cả là ve của hàng xóm đi, nó bò sang con chó nhà chúng ta cũng diệt nó chết bớt phần, thì sau là những cái đợt thay đổi thời tiết nó ra ít hơn hoặc thậm chí nó không có, bởi vì con ve nó bò được rất là xa, có thể đầu làng với cuối làng, đầu làng có con bị nó bò khắp cả làng luôn, không có chỗ nào không có cả. Nhưng mà một cái đợt thay đổi thời tiết nên nó không kịp bò đến với con chó nhà chúng ta, cho nên là các con chó nhà chúng ta nó không có, vì con ve nó chưa kịp bò đến, chứ còn nó đánh hơi thì kinh khủng lắm, mọi người không tưởng tượng nổi, không hiểu con ve nó di chuyển kiểu gì, nhưng mà đánh hơi thì kinh khủng khiếp. Con đầu làng có là con cuối làng có thể có, nếu mà cái đợt thời tiết mà nó thuận lợi cho con ve nó sẽ di chuyển cái quãng đường rất là dài, mình không tưởng tượng còn là nó lại lan truyền kinh khủng như thế. Nhưng mà khi mà quanh nhà chúng ta nó đã diệt hết rồi thì chúng nó không đủ thời gian để cho nó bò đến giữa đường, nó lại ra cái thời tiết nó khắc nghiệt thì nó lại nằm nó ngủ đông ở ngay tại chỗ đấy ở giữa đường, mình tưởng tượng là như mọi người tưởng tượng như thế. Cho nên là có những đợt thay đổi thời tiết mà con chó của chúng ta nó không có con ve nào cả, hoặc là những cái đợt thay đổi thời tiết gần nhau thì trên người con chó của chúng ta nó vẫn có cái tụ ve, thì cái con chó đấy nó không trở thành mục tiêu mà con ve nó hướng đến nữa. Hoặc là nó bò vào nó hút cái nó bò ra luôn, mọi người không biết là nó thấy nó có mùi, nếu mà mùi nhạt thì nó hút cái bò ra luôn, còn nếu mà mùi đậm thì nó ngửi thấy cái mùi nó không có vàng đấy. Thì đơn giản là dùng cái thuốc nhỏ rất đơn giản thôi, và mọi người lưu ý là cái đợt ve mà nó ra là những cái đợt mà thời tiết nó thay đổi, thay đổi ở đây tức là đang nóng thì lạnh, đang nóng thì mát, nói chính xác là đang nóng thì mát hoặc là đang lạnh thì ấm. Cái lúc ấm là lúc nó bò ra, đang nóng thì mát, cái lúc mát là cái lúc nó bò ra. Còn mát nó dài thì nó sẽ bò ra nhiều, ấm nó dài nó sẽ bò ra nhiều. Đấy là mọi người lưu ý như thế. Video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ. Nhiều người thì thắc mắc là cái video nói hơi bị dài dòng, nhưng đây nó là cái việc mà gọi là chia sẻ như là chúng ta nói chuyện với nhau thôi, chứ nó không phải là cái mà cái tính chất sách giáo khoa để mà đọc cho mọi người. Thành ra là mọi người thông cảm nhé, bạch hơi dài dòng một chút. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.